kính chào quý vị và bà con. Thưa quý vị, ngày hôm nay người dân miền Bắc đã được hưởng thời tiết dịu hơn so với những ngày nắng nóng gay gắt vừa qua. Thế nhưng trong ngày mai thì khối khí mát suy yếu và di chuyển nhanh ra phía đông sẽ nhường chỗ cho sự phát triển của vùng áp thấp nóng phía tây. Do vậy mà nền nhiệt tại các tỉnh khu vực Bắc Bộ sẽ tăng dần. Tuy nhiên nắng nóng chỉ xảy ra cục bộ ở vài nơi với mức nhiệt dao động trong khoảng 34 cho đến 37 độ. Riêng một số nơi như là Quảng Ninh, Hải Phòng do có gió đông nam hoạt động nên nhiệt độ sẽ không vượt quá 34 độ, tiết trời khá là dễ chịu. Còn đối với các tỉnh khu vực Trung Bộ thì thời tiết vẫn chưa có dấu hiệu tốt lên, nắng vẫn xuất hiện từ sớm, thời gian nắng kéo dài và cường độ nắng tăng mạnh vào giữa trưa với nhiệt độ đạt mức 36 cho đến 38 độ, một vài nơi có thể sẽ đạt ngưỡng là 39 độ. Cùng với đó là độ ẩm giảm xuống rất thấp nên cảm giác nóng và khó chịu càng tăng thêm. Trở vào khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, thưa quý vị, nắng vẫn xuất hiện nhiều trong ngày với mức nhiệt cao nhất vào ban trưa sẽ dao động ở mức là từ 31 đến 33 độ tại khu vực Tây Nguyên và từ 33 đến 35 độ tại khu vực Nam Bộ. Tuy nhiên, đến chiều tối thì mưa rào và dông có khả năng sẽ xuất hiện, tập trung chủ yếu ở khu vực Tây Nguyên và một số nơi ở khu vực miền Tây Nam Bộ như là tại Cà Mau, Bạc Liêu và Kiên Giang. Thưa quý vị và bà con, hiện tại thời tiết nắng nóng đang là điều kiện thuận lợi để nhiều vi khuẩn, virus, ký sinh trùng gây bệnh ở vật nuôi phát triển. Một trong số đó phải kể đến bệnh đầu đen ở gà. Bệnh đầu đen hay còn gọi là bệnh viêm gan ruột truyền nhiễm ở gà, bệnh kén ruột thừa do virus ký sinh ở gan, dạ dày và ruột thừa gây ra. Bệnh lây lan chủ yếu qua đường miệng, ăn uống phải trứng giun kim có chứa mầm bệnh. Bệnh lây truyền qua đường ăn uống bởi thức ăn, nước uống, chất độn, môi trường. Bị nhiễm trứng giun kim đã chứa nhiều mầm bệnh. Sau khi gà bị nhiễm và qua quá trình phát triển, gà lại thải mầm bệnh ra môi trường bên ngoài qua hai cách, qua trứng giun kim và trực tiếp qua phân. Ra môi trường bên ngoài thì trứng giun kim lại bị giun đất ăn và căn nguyên được bảo tồn trong giun đất rất lâu, gà lại ăn giun đất và lại tái nhiễm. Và đây là nguyên do sâu xa để bệnh đầu đen lưu cữu trong thời gian rất dài tại cơ sở chăn nuôi và là lý do cơ bản để gà bị tái nhiễm và bệnh cứ lặp đi lặp lại sau khi đã được điều trị khỏi. Khi mắc bệnh thì gà đột nhiên sốt rất cao nhưng mà lại cảm thấy rét nên là đứng im, rụt cổ, dạ rộng chân, mắt nhắm nghiền, xù lông và run rẩy, giảm ăn uống nhiều nước, tiêu chảy phân loãng, vàng trắng hoặc là vàng xanh, khi sắp chết thì bỏ ăn và màu thâm tím. Để phòng bệnh màu đầu đen ở gà thì quý vị và bà con không nên nuôi chung gà Tây với gà ta và không nuôi nhiều lứa gà trong cùng một cơ sở chăn nuôi. Không thả gà ra vườn trong những ngày mưa gió to. Từ ngày 20 ngày tuổi trở lên thì ta nên cho gà uống sun phát đồng hoặc là uống thuốc tím. Bên cạnh đó thì cần phải giữ vệ sinh chuồng trại thật sạch sẽ và thông thoáng. Tiếp tục bản tin, chúng tôi xin gửi đến quý vị và bà con những thông tin dự báo chi tiết cho các khu vực trên cả nước. Tại các tỉnh khu vực phía Tây Bắc Bộ, mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông ở một vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ. Còn tại các tỉnh khu vực phía Đông Bắc Bộ, với mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông ở một vài nơi, gió Đông Nam đến Nam mạnh cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 36 độ. Còn tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió Tây Nam mạnh cấp 2, cấp 3, với nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ. Còn tại các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ. Chuyển sang phần dự báo cho khu vực Tây Nguyên. Tại khu vực Tây Nguyên, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam mạnh cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ. Còn tại các tỉnh khu vực Nam Bộ, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Tây Nam mạnh cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ. Bản tin thời tiết nông vụ ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin thời tiết tiếp theo.